cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình cũng như radio để đến với chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp, và cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình ở số điện thoại 1-844-858-8000 nếu chương trình một Hồng Vân chưa có dịp bắt phone của quý vị. Và thưa quý vị, rất là vui được có cái sự cố vấn của bác sĩ Hùng Anh đem đến những cái tin tức y khoa về thẩm mỹ của thế giới cũng như là cập nhật để quý vị biết thêm những cái thông tin. Và với tư cách là một người huấn luyện viên giải phẫu thẩm mỹ tạo hình giảng dạy cho các bác sĩ giải phẫu tạo hình tương lai, thì bác sĩ luôn luôn đem tới cho quý vị những cái kiến thức sâu rộng, và quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi với bác sĩ. Trở lại thì Hồng Vân xin mời bác sĩ Hùng Anh. Dạ. Bữa nay đó, cái đề tài của chúng ta thì tôi đặt tên là cái mũi Việt Nam có xứng đáng với cái cây không? Nhiều khi chị nhìn vào cái mũi lý tưởng, mũi đẹp đi, dù là người đen hay là người da trắng hay là người Đông Á hay là Đông Nam Á, thì chúng ta cứ tưởng tượng tới cái nét đẹp. Thì đây thì ra là cái nét lý tưởng, là chúng tôi gọi là cái mũi cấu trúc. Nhưng mà thực tế đó, thì cái người Đông Nam Á của chúng ta, người Campuchia, người Phi Luật Tân, người Việt Nam, có thể người Mã Lai, người Nam Dương, thì cái mũi mà họ có không phải là cái mũi lý tưởng. Thành ra nhiều khi lúc mà chúng ta nhìn vào cái nét, chúng ta biết là cái nét này không phải là một cái nét khỏe mạnh, hay là chúng ta có thể đoán trong đời sống những người này thì cái mức ăn uống nó không có đầy đủ. Nó rất khác với những cái mũi đẹp của người Hàn Quốc hay là của người Nhật, mà nhiều khi chúng ta nghĩ tới cái mũi đẹp chúng ta nghĩ như vậy. Có thể đó, thì nhiều khi đối với người bệnh nhân họ nghĩ cái mũi là cái mũi thôi. Mũi Việt Nam, mũi Hàn Quốc, mũi Nhật, mũi Đài Loan nó giống như hệt như nhau. Sự thật là không phải như vậy. Cái mũi đó thì nó có nhiều cái cấu trúc, nó y hệt như một cái nhà. Cái nhà mà đẹp, nhà vững chắc đó, thì chúng ta thấy cái nét nó đẹp hơn. Cái mũi mà chỉ có cái thịt thôi, nó không có nhiều sụn, nó không có cái phát triển đầy đủ của cái mặt, của cái xương, của cái sụn, thì những cái mũi này nó nhìn nó cái mũi là cái mũi nó thịt, cái chóp mũi nó có nhiều thịt. Hay là cái mũi Việt Nam nhiều khi có cái mũi lân, nhiều khi khác cũng có cái mũi nó gọi là cái mũi tẹt. Đây là những cái nét có thể nói là không phải là cái nét mà thế giới bây giờ, thế giới hiện đại và cái nhóm trẻ mà họ ưa chuộng. Dạ. Dạ, vậy có lẽ đối với cái nhìn đơn sơ của dạ, Hồng Vân xin dời câu hỏi của mình lại, và Hồng Vân xin kính mời vị thính giả trên đầu dây xin cho biết tên và đặt câu hỏi với bác sĩ. Dạ, em là Cúc Thi, em chào bác sĩ và chào chị Hồng Vân. Dạ. Em có câu hỏi là cái da mà bị lão hóa là bị trùng rồi ấy, thì tuổi nào làm được cái sợi collagen nó đan với da, và cái sợi đó nó last được bao lâu? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bọng mỡ ở dưới mắt ấy, nếu mà mình cắt quá nhiều rồi một thời gian nào cắt quá nhiều rồi, cái mí mắt trên cũng vậy nữa, nó có bị dị hình khi mà vừa cắt xong, lúc mà người ta nhìn nó có bị không biết nói làm sao, có bị nhìn nó bị dị hình dị dạng không? Okay. Đó là hai câu hỏi. Dạ, câu để tôi. Dạ, câu hỏi thứ ba. Oh, có ba câu hỏi. Okay. Tiểu đường có làm gì? Dạ, tiểu đường có làm được hay không? Dạ, dạ. Dạ, xin lỗi chị, dạ. Chị ở tiểu bang nào vậy? Chị gọi về từ đâu thưa chị? Chắc chị cúp rồi. That's okay, không có sao. Ok, câu hỏi đầu nếu mà tôi nghe đúng và dịch lại đó, thì cái da, cái lão hóa đó, thì nếu mà chị làm cái gì, luồng chỉ collagen, chích collagen, thoa collagen, đắp collagen lên, trong uống ngoài thoa, thứ ba chích collagen tùm lum hết phải không? Nhất quỷ nhì ma, thứ ba chích đó. Thì nếu mà như vậy đó, mình nghe quảng cáo là cái collagen tới ba mươi mấy tuổi, 40 tuổi thì thiếu, thì mình làm gì, mình nhét nó vô, mình ăn nó vô, mình chích nó vô thì sẽ bù đắp lại những cái sự mất mát của collagen. Sự thật là không phải như vậy. Ok, thì cái đó là cái thị trường nó đang phổ biến bây giờ. Nhưng mà cái collagen trong cơ thể đó nó có nhiều loại, và cái collagen mà mất đi đó thì cơ thể biết là nó mất cái gì. Thì cái đơn sơ nhất đó thì là sao? Thì người bệnh nhân đó
ăn uống đầy đủ, không phải là ăn uống là đi mua những cái bình, những cái hũ, những cái nước collagen. Ok, ăn uống đầy đủ là ăn chất protein, ăn thịt, ăn cá, ăn trứng, ăn đậu. Những cái chất này đó cơ thể sẽ vô bao tử rồi nó sẽ tách ra, nó chia ra những bộ phận nhỏ, nó ráp lại những cái gì nó cần, thì nó cần protein loại nào đó thì nó sẽ đi, nó ráp lại thành những cái phần đó. Thì cái đó thì cái ăn uống đầy đủ nó sẽ giúp. Về cái phần collagen ở trong da đó thì nhiều khi người ta nói là thoa cái collagen lên, collagen không có thấm vô da. Ok, cái lỗ da đó collagen không có thấm vô. Hồi xưa đó người ta bỏ cái những cái trứng lên, cái trứng đó nó cũng có chất protein, rồi nó cũng làm cho cái da nó cũng tốt, nó cũng mịn, không cần phải đi mua mấy cái chất collagen. Thì thiệt ra đó mấy cái collagen này nó không có đi cái chiều hướng mà quý vị nghĩ hay là như thị trường nói. Có những cái trường hợp trong cơ thể có collagen thiệt, những cái hành động làm nó có collagen, chích Botox nó cũng collagen, chị biết không? Chích filler nó cũng collagen, luồng chỉ mặt cũng có collagen. Mấy người mà nhiều khi bây giờ họ qua phi lực tân, họ về Việt Nam họ luồng chỉ vô mũi để họ kéo cái mũi lên cũng collagen. Collagen này là collagen gì? Collagen này là cái thẹo, nó không nó cái thẹo mà quý vị nghe cái chữ thẹo là không phải cái gì bình thường rồi. Cái thẹo ở dưới da, cái này không phải cái collagen mà chúng ta muốn. Thành ra bây giờ chúng ta nghe những cái chữ, những cái buzzword rất là hay, nhưng thiệt ra lời khuyên của tôi đó là quý vị đỡ tốn tiền đi. Nhiều khi tôi thấy quảng cáo có thể nói cái giá cho những cái product này rất là khủng khiếp, Cao nhỉ. mà nói thật với cái hiểu biết khoa học đó thì đối với chúng tôi đây là những cái chuyện mà chúng tôi không có đụng tới, còn ai khác đụng tới thì cái đó là chuyện riêng của người ta. Cái phần thứ hai đó là về cái cắt mắt, cắt tới cắt lui, lấy mỡ ra mắt dưới nhiều, lấy mỡ ra mắt trên rồi nó có biến dạng không, thì cái thắc mắc của tôi là như vậy, cũng giống như cái căng mặt. Tại sao tôi không hiểu mà một người bệnh nhân tìm tới một văn phòng mà làm tới làm lui, làm tới làm lui cái mắt đó, mắt dưới, mắt trên cũng như vậy, làm một lần nhiều lắm là 2 lần trong đời thôi, nếu mà làm đúng mức, canh đúng mức để cho nó ra, chứ không có phải là 1 tháng sau. Bữa nay cũng có một cô đã cắt mắt 4 tháng trước trở lại, nói bác sĩ tôi cắt mắt chỗ văn phòng khác rồi, xong rồi thấy nó còn tệ hơn mà nó đổ xuống. Cô này cũng 60 70 tuổi, thì tại sao mà có một trường hợp như vậy? Nếu chúng ta dùng cái chuyên môn và tìm tới cái chỗ chuyên môn thì cái cắt mắt nói chung sẽ không phải là làm tới làm lui, và cái căng mặt cũng không phải như vậy, và cái mũi cũng không phải như vậy, không phải là 5 lần làm, 7 lần làm, 10 lần đó. Thì nếu mà những cái trường hợp mà quý vị tới một chỗ, một văn phòng mà cái mắt phải cắt tới cắt lui, mắt dưới nó sẽ tạo ra rất nhiều trục trặc, nó bị giật, nó bị thiếu da, cái nét già càng ngày nó càng rõ, nó càng hởm hơn, thì cái đó là một cái không tốt rồi. Mắt trên đó mà cứ cắt tới cắt lui riết là sẽ không có nhắm mắt được. Cắt tới cắt lui mà càng ngày càng lấy nhiều mỡ ra, thí dụ mà nhắm mắt được mà an toàn đó, thì cái này thì có thể nói là đây là một cái nét rất là sâu, rất là già, mà quý vị nhiều khi là dù muốn hay không phải trét lên, tôi dùng cái chữ trét lên, rất nhiều cái make up đen và đậm để biến hóa đi những cái trường hợp mà cái mắt mà nó già, nó bệnh hoạn, nó không có khỏe mạnh. Thì chị có thể là chị thấy nhiều khi mà những cái trung tâm ca nhạc ở bên Nam Cali đi, thì thấy những cô ca sĩ đó mà lúc mà lên sân khấu mà người ta phải trét cái mắt của họ, cái mặt rất là đậm, thì những cái trường hợp như vậy đó là họ che giấu cái nét già của họ, chứ không phải đây là một cái nét đẹp ở trên mặt. Thì cái đó là cái câu trả lời thứ hai. Câu trả lời thứ ba, tiểu đường có thể làm được không? Thì tôi có thể trả lời gọn và đơn sơ, làm được và làm rất là an toàn. Trong tay người bác sĩ mà có thể họ hiểu biết về chăm sóc người bệnh nhân, giải phẫu cho những người bệnh nhân tiểu đường. Còn tôi nói như vậy không có nghĩa là chị sẽ ngày mai chạy tới một bác sĩ gia đình rồi cắt mắt chị bị tiểu đường rồi nó sẽ an toàn. Tại trong cái giải phẫu, cái ngành giải phẫu có những cái học lý, những cái chăm sóc cho người bệnh nhân trong cái giải phẫu, những cái hành trình giải phẫu và những cái thời gian sau khi giải phẫu, để cho những cái trường hợp giống như là cao máu, cũng giống như là trường hợp mà bị tiểu đường hay những trường hợp khác loãng máu, để cho mọi cái giải phẫu nó ra an toàn.
Dạ, và có lẽ là đó là lý do tại sao bác sĩ Nguyễn Hùng Anh với tư cách là một người huấn luyện viên giảng dạy ở nhiều và được mời đi thuyết trình rất là nhiều nơi trên thế giới về giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cho các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ tạo hình tương lai. Cho nên những cái tin tức mà bác sĩ đem đến quý vị là những tin tức được cập nhật và mới nhất và có kiến thức sâu rộng, thưa quý vị. Để tôi trả lời một cách khác, có thể nói mà mạnh mẽ hơn cho chị về tiểu đường có an toàn không với giải phẫu thẩm mỹ, thì có thể tôi trả lời là không những tiểu đường mà những người bệnh nhân mà họ đã cấy thận, cấy gan rồi, ghép gan rồi mà họ uống nhiều cái thuốc immunosuppression mà có thể giải phẫu, không những giải phẫu thẩm mỹ sơ sơ này mà những cái giải phẫu khác sửa lại cái hernia, tức là những cái bụng phình ra. Hay là nhiều khi họ mất cái mũi, nhiều khi họ uống cái thuốc immunosuppression rồi họ bị ung thư cái mũi, mất nguyên cái mũi mà chúng tôi phải tạo lại cái mũi qua không những một lần mà 4 đợt, 5 đợt tạo nguyên cái mũi mới mà làm an toàn. Thì yes, nếu mà chị hiểu như vậy và biết có thể làm được như vậy thì cái tiểu đường là một cái trường hợp có thể nói là rất là đơn sơ so với cái gì mà tôi đã diễn tả. Dạ, cảm ơn quý vị đã gọi vào, và nếu mà quý vị đang nghe trên làn sóng của đài truyền hình cũng như radio mà ước ao muốn đặt câu hỏi, quý vị là những người chưa sửa, muốn sửa, đã sửa và có vấn đề với những cái sửa ở những văn phòng khác, thì quý vị có thể gọi vào 18448588000 quý vị nhé. Và trở lại, Hồng Vân xin kính mời bác sĩ trình bày. Thưa bác sĩ, nếu mà nói về đơn sơ của một người bình thường đó, có lẽ mũi Âu Châu hay là mũi Á Châu thì là hai cái bệnh cái dễ phân biệt. Vậy thì Hồng Vân xin hỏi bác sĩ, mũi Việt Nam, mũi Hàn Quốc với mũi Nhật tất cả như nhau? Mũi nào cũng như nhau phải không? Cũng như cắt mắt là cắt mắt tới chỗ nào cũng được. Sự thật là sự thật là nó không phải như vậy, thưa chị. Nói trong cái vùng Á Châu của chúng ta đi, thì tôi thí dụ là cái mũi cũng như một cái nhà, cái cấu trúc nhà. Thì thiệt ra cái đề tài bữa nay, nhưng mà chúng ta có rất nhiều quý khán giả gọi vào, thì những cái mũi rất là đặc điểm của người Đông Nam Á, của người Phi Luật Tân, người Campuchia, người Mã Lai, có thể Singapore mà gốc Mã Lai, thì những cái trường hợp như vậy đi, thì cái mũi của họ đó nói chung là cái mũi gọi là mũi lân, mũi tẹt, mũi cái chóp mũi rất là nhiều thịt, thì cái cấu trúc nó là cái cấu trúc tệ nhất, tức là một cái túp lều gì đó. Thì quý vị sống tưởng tượng mà sống ở cái vùng miền Bắc Minnesota gì đi, mà sống trong cái túp lều, thì những trường hợp như vậy là cái túp lều nó không có đủ. Cái người mà có thể nói mà cái người Đông Nam Á mà không có cái mũi lân, mũi tẹt, thì cái nhà hay là cái mũi của họ nhiều khi cái quality đó thì nó cũng giống như là nhiều khi chị đi Phi Luật Tân, chị đi Campuchia, chị thấy mấy cái vùng mà họ để lên vài cái gỗ tường này kia, nó đỡ hơn cái lều, nhưng mà nói chung nó không có vững chắc lắm. Cái lúc mà có bão, có mùa bão đó, thì nói chung là cái đó là một cái lúc rất là nguy hiểm, cái nhà có thể nó bị sụp đi. Cái mũi của người Hàn Quốc, người Đài Loan và cái người Nhật Bản bây giờ thì có thể nói là cũng đó là những cái nhà mà quý vị thấy bây giờ trên màn ảnh đó, thì nó đỡ hơn cái túp lều, đỡ hơn những cái nhà nghèo ở cái vùng Campuchia, nhưng mà có thể nói chưa tới cái mức đẹp, cái mức mà tiêu chuẩn mà chúng ta ham muốn. Và những cái mũi lý tưởng là những cái mũi nào, những cái mũi Tây phương rất là nhiều sụn, nó như một cái nhà mà nó đầy đủ, nhà rất là vĩ đại, nó 2-3 tầng, nó có đèn, nó có điện nước, có plumbing, rồi nó có insulation nữa. Mấy cái nhà trước chị không có thấy, nhưng mà cái đây là sao, lúc chúng ta mở banh ra cái mũi, chúng ta thấy cái sụn đầy đủ, nó vững chắc và rất là nhiều sụn, nó phát triển. Thì đây là nó tạo ra một cái nét, cái mũi lý tưởng. Những cái mũi này rất nhiều sụn, chị không có thấy cái nét mà nó giống như một trái banh, một cái cục thịt mà không có cái hình dáng. Thì cái hình dáng mà cái mũi thon, cái mũi đẹp, có cái sống đẹp là luôn luôn nó vững chắc, nó đầy đủ ở phía trong. Thì đó là cái sự khác biệt. Bây giờ chúng tôi lúc mà giải phẫu về cái mũi chuyên môn, thì chúng tôi thiệt ra nếu mà quý vị hiểu biết cái thí dụ mà tôi đã chia sẻ, thì nói chung những cái mũi người Á Châu, là có thể nói trong vùng Á Châu, cái mức ăn uống, cái mức phát triển của cái người Đông Nam Á chúng ta thì nó chưa bằng những cái vùng Đông Á, thì những cái mũi đó nó có thể xấu hơn, nó thiếu cấu trúc, nó thiếu sụn hơn, thì bỏ cái cây vào có thể nói tạm xài thôi.
Nhưng mà bỏ cái cây vào, nếu mà chúng ta đòi hỏi một cái mũi mà chúng ta tưởng tượng tới cái mũi lý tưởng mà chúng ta thấy lúc đầu chương trình đó, thì thiệt ra là nó sẽ không tạo ra được với cái cây. Dạ, thưa bác sĩ, với những quý vị thính giả ở nhà xem TV thì Hồng Vân thấy bác sĩ có những cái hình ảnh của những cái lều, rồi những cái nhà thường, rồi những cái nhà lầu. Dạ vâng, thì Hồng Vân xin bác sĩ có thể trình bày về cái cấu trúc của nó, có thể là những hình ảnh đó đã bác sĩ đã cho quý thính giả thấy. Giống như Dạ. tôi chia sẻ đó, thì cái nào mà chị thấy giống như cái cấu trúc của cái lều, gió thổi là nó bay, nó không có vững lắm. Thì chị hứng đi camping làm sơ sơ cho có thì cái đó nó được, nhưng mà thiệt ra nếu mình làm lâu dài, mình sống lâu dài, sống thoải mái vô trong, thì cái mũi mà chúng ta đầu tư vào, chúng ta bỏ vào thì cũng như vậy. Nếu mà chúng ta làm cho nó chắc, làm cho không có sụp sau khi mà cắt một cánh mũi hay là nhét một cái cây vào, thì với những cái mũi mà càng tệ càng xấu trước khi làm thì chúng ta phải làm nhiều hơn. Đó là tại sao mà thật sự bây giờ đó, thì những cái mũi người Đông Nam Á, thì tại sao mà nhiều người chuyên môn chúng tôi bây giờ nói không có làm với cái cây, cũng thật sự không có làm với cái sụn lỗ tai hay là sụn vách tường hay là cái combination cái cây với cái sụn. Thật sự những cái mũi này nếu mà cho một cái cơ hội, một kết quả đẹp, an toàn, lâu dài, không bị sụp, không bị biến dạng đó, thì chúng tôi phải tiến tới cái sụn sườn, bỏ qua cái sụn lỗ tai, bỏ qua cái sụn nhân tạo, bỏ qua cái sụn vách tường, bỏ qua những cái cây. Thì những trường hợp như vậy nếu mà làm với sụn sườn thì mới có thể tạo ra một cái kết quả có thể nói nó vững chắc hơn. Và cái vững chắc quý vị thấy và với cái trình bày của tôi là cái vững chắc nó sẽ tạo ra một cái nét nó thon, nó đẹp hơn, mà nó không có chị biết hình như người người Tàu, văn hóa người Tàu họ thích cái mũi lân lắm phải không? Dạ vâng, Dạ, dạ. thì nhiều khi người ta nghĩ là cái mũi lân là tiền vô, tức là phát tướng, nhưng thiệt ra đó thì quý vị cứ nghĩ coi, nhóm trẻ bây giờ chúng tôi tiếp xúc với người Mỹ, Mỹ trắng, Mỹ đen, tiếp xúc với đủ loại người trên thế giới, thì cái quan niệm mà mũi lân mà nó tốt tướng đó, chị sống trong cái cộng đồng nho nhỏ Chinatown hay là Việt Nam nào đó thì maybe cái đó thì có thể chị còn tồn tại một cái suy nghĩ như vậy, chứ chị ra ngoài chị làm ăn hay là một người bác sĩ hay một người luật sư đi, hay một người mà ra ứng cử chính trị gia đi mà có cái mũi như vậy, nói thiệt ra chị tiếp xúc với người Mỹ là không bao giờ thành công. Thành ra có thể nói thì tôi không có biết cái quan niệm này nó thành công nếu mà chúng ta chỉ sống quấn quýt trong một cái cộng đồng Việt Nam nho nhỏ, nhưng mà sống trong cái thế giới rộng rãi hơn, hiện đại hơn, thì cái chung cái đó không không có thành công. Giống như một cái quan niệm mà tôi biết là người Tàu, tôi lúc mà ở Đài Loan đó thì có một số người cái mặt nhìn thấy nó ghê lắm, mà họ có một cái mụn ruồi mà nó xấu thiệt là xấu, rồi có cái những cọng tóc dài ra, nhưng mà đụng tới họ không cho đụng, thì họ nói đây là một cái bát tướng. Chỉ tưởng tượng một người như vậy có thể nào mà mở được một cái tiệm ăn thành công, ra bắt tay những người khách hàng ở trong cái vùng Galleria hay Downtown, khu business Mỹ không? Dĩ nhiên là không. Thành ra cái quan niệm đó thì tôi nói cái đó là chỉ trong một cái thế giới nho nhỏ của người Á Châu mình thôi. Dạ, à, vậy thì Hồng Vân xin được hỏi bác sĩ, chắc câu này quý thính giả thích, quý thính giả có thể gọi vào với Hồng Vân nha, 18448588000. Thưa quý vị, theo tử vi đó thì mũi lân, mũi tẹt, mũi thịt thà có phát tướng hay phát tiền bác sĩ? Chị nghĩ có không? Dạ vâng, mũi kính thì được giữ tiền được phải không bác sĩ? Dạ. Thì hồi nãy tôi cũng trả lời một phần nào, tôi chia sẻ với chị một cái chuyện vui. Hồi đó tôi ở Đài Loan, tôi giải phẫu năm mấy đó, thì bên đó người Đài Loan hỏi là bác sĩ là một người Việt Nam. Chị biết là nhiều khi cái văn hóa người Tàu, người Đài Loan, người ta nhìn xuống người Việt Nam mình lắm, nhưng mà đối với tôi là một cái mâu thuẫn, họ nhìn là cái ông này là một người Việt Nam, ổng mặc họ nói không có giống Việt Nam, giống người 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 Tàu, mà ngược lại nữa thì ổng là từ Mỹ qua, thì họ đối với họ cái gì bên Mỹ là dữ dằn. Thì họ hỏi bác sĩ Hùng Anh thì bác sĩ nghĩ sao về văn hóa người người Hoa, và bác sĩ phục cái gì về văn hóa người Hoa. Thì tôi suy nghĩ một thời gian tôi trả lời, tôi nói người Tàu lục địa, cái lịch sử của họ họ có ba cái sáng tạo đáng kể. Thành ra người Tàu họ tò người Đài Loan họ tò mò, họ hỏi cái đó là cái gì. Thì tôi nói cái đầu tiên đó là cái võ thuật, giống như là đại diện là chùa Thiếu Lâm, thì cái đó đó là một cái lúc người ta nghĩ tới nước Tàu là người ta nghĩ tới võ thuật.
thì cái võ thuật đó là người Tàu tập tới tập lui, tập riết thì họ giỏi, nhưng mà theo cái hiểu biết khoa học đó thì cái võ thuật mà tập tới tập lui nó chỉ đi có một con đường, nó không có phát triển rộng rãi, thành nó có một cái chiều rất là hẹp. Cái sáng tạo thứ hai đó mà người Tàu lục địa họ đã có trong lịch sử là có thể nói là cái bột nổ. Thì cái bột nổ đó, thế giới đã làm gì với cái sáng tạo này? Họ làm súng, họ làm bom, thì họ có thể cạnh tranh với nước này nước kia. Trong khi đó người Tàu họ làm gì với cái bột nổ? Họ làm pháo bông, họ làm fireworks. Ok, thì cái phần thứ ba họ hỏi gì, cái sáng tạo thứ ba người Tàu đó mà bác sĩ công nhận là cái gì, bác sĩ phục là cái gì, thì tôi nói đó là cái có thể nói cái ngành học về sao, về hành tinh, về vũ trụ, thì có thể nói là người Tàu họ cũng khám phá rất nhiều về cái này. Nhưng mà trong khi thế giới họ lấy cái học vấn này, họ đem người lên không gian, họ có những cái phi thuyền, thì đối với người Hoa, người Á Đông thì họ làm gì với cái ngành học này? Họ đi vào cái tử vi. Thành ra tôi không biết nói khéo như vậy thì nó trả lời cho chị, thì cái tử vi, cái liên hệ của nó với cái thẩm mỹ ra sao, thì tôi đoán chị biết câu trả lời của tôi ra sao rồi. Dạ, và chương trình đi qua rất là nhanh thì để mà cố gắng trình bày hết những cái điều quan trọng cho chương trình khi được quý khán giả gọi vào thì Hồng Vân không có được hỏi những cái câu hỏi quan trọng. Xin bác sĩ trình bày cái điểm chính của một cái người được sửa mũi, chưa sửa mũi, đã sửa mũi và có vấn đề với sửa mũi, thì bác sĩ trình bày là khi mà được một người sửa vài bác sĩ mà không có thành công thì đối với bác sĩ là lý do tại sao bác sĩ? Tôi chia sẻ một cái bí quyết mà có thể ai cũng hiểu được và ai cũng có thể nhìn vào cái trường hợp mà cái mũi không thành công. Ok, là có hai chữ cấu trúc. Cái mũi đó là một cái nhà, thành ra lúc cái người bệnh nhân họ tới một gian phòng và cái giải phẫu họ làm nó không có đủ cái cấu trúc, không có đúng cái cấu trúc. Cái mũi càng tệ thì nó cần cái sự vững chắc nhiều hơn. Cái mũi đã đẹp rồi, nhiều khi cái mức làm nó không có nhiều, cái cấu trúc nó đã đẹp rồi, mình chỉ sơn phớt lên là cái nhà nó đẹp hơn. Còn cái mũi mà như một cái lều mà chị muốn sống trong cái vùng động đất đó, là chị phải luyện bỏ cái lều đó đi, chị phải xây nguyên cái nhà vững chắc hơn, nó đúng tiêu chuẩn, đúng theo code đàng hoàng. Hay cái ở Houston vùng bão đi, chị phải làm sao mà nó đủ cao, nó không có bị lụt. Thì cái mũi như vậy, đây là tại sao mà những cái trường hợp không thành công và những trường hợp mà đối với kiến thức người Việt Nam mà làm với cái cây, tại sao mà tôi lúc đầu tôi đặt là mũi Việt Nam xứng đáng với cái cây không? Để có thể nói đây là một kiến thức nó xưa và rất là đơn sơ, và với nhiều cái mũi để cho nó đẹp, nó vững chắc, và ca giải phẫu nào mà ra nó cũng có thể nắm vững cái phần mà theo ý muốn, thì với cái cây nó không có đủ. Dạ. Hồng Vân cảm ơn thì giờ quý báu của quý vị đã đón xem chương trình, cũng như là cảm ơn giáo sư bác sĩ Nguyễn Hồng Anh đã đem những cái kiến thức sâu rộng của mình để đến với quý khán giả, cũng như đem những cái tin tức cập nhật về giải phẫu thẩm mỹ tạo hình để chúng ta có thêm những cái thông tin. Dù vậy quý vị cũng có thể gọi vào ở số điện thoại 832 874 6000 hay là truy cập vào mycareplasticsurgery.com để quý vị có thêm những cái thông tin để liên lạc với văn phòng quý vị nhé. Và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp, và ước mong được gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thưa kính mời bác sĩ gửi lời chào cũng như là đúc kết chương trình. Xin cảm ơn chị Hồng Vân và quý khán giả. Bữa nay cái đề tài của chúng tôi là cái cấu trúc cho những cái mũi người Đông Nam Á, những cái mũi rất là tệ. Tôi xin cảm ơn quý khán giả đã gọi vào rất là nhiều. Cũng vì vậy, chúng tôi cũng chưa xong trình bày cái đề tài này, là một đề tài rất là quan trọng. Thì trong những chương trình sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục với cái đề tài này và những đề tài khác có hữu ích cho quý khán giả. Dạ, và cảm ơn giáo sư bác sĩ Nguyễn Hồng Anh đã đến với đài truyền hình Việt TV. Và quý vị cũng có thể truy cập vào Facebook của VN TV để có thể xem lại những chương trình mà bác sĩ Hồng Anh đã trình bày trong những chương trình với nhiều chủ đề khác nhau. Có lẽ sẽ giúp quý vị, và cảm ơn sự theo dõi quý vị, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Xin trân trọng kính chào.